Xin chào tất cả anh em nha. Em chào mừng anh em đến với kênh Em Sắt Thắng anh em. Em quay hai cái này nữa là em kết thúc ngày làm việc bữa nay anh em. Ngày tối mình làm việc chuyện khác. Bữa nay là tối ngày 24 tháng 10. Em đăng tiếp cô chú hai cái máy dầu quý của ngày hôm nay. Bữa nay hết sức rồi, không có tăng ca nổi đâu. Trời ơi. Già cả cô chú ơi, cái này mà tăng gì nổi, nó ban ngày làm rồi ban đêm tăng ca chắc ngồi bơi nằm đóng cho bài luôn á. Cái này là cái SS90, máy này thì em nhìn kết nước nó thấy nó còn khá đẹp trai nè, khá hơn cô chú, còn đen thui vậy. Có dở nhất là cái thùng dầu nó lủng nè cô chú, thùng dầu nó lủng, cái chỗ này chỗ yếu điểm của nó nè. Còn máy này là SS90, bê tông nó 85 ly. Bô e bô lửa thì em thấy nó còn đủ nè. Còn cái bình nước phụ bên chất nước thì nó bể rồi, mà cái bình này nó không quan trọng. Cô chú muốn để không để không ăn thua gì chứ. Trong đường cái bình nước phụ nó thông qua đây nè cô chú. Không để không để cũng không sao. Bong bóng nhớt zin nó còn nhưng mà nhìn không thấy gì trong giống hết. Một màu đen thôi. Đây ở đó 90. Màu đen huyền bí. Màu đen huyền bí. Cái nắp hồng này thì em thấy nó gịnh nhớ rồi, nắp hông này cô chú nào có chốt máy này thì nhờ cô chú nhắc cho em nha. Cái này mình thay con nắp hông khác. Chứ để nhiều khi cô chú không có tài nghề về cô chú khó làm á. Còn ở đây thì có ăn được không ra mấy anh em cắt gon chút xíu thì mình xong. Còn cái số này số series của nó là 1704. Mà nãy em lỡ hứa xuống sát với con 14, cái này 04 cô chú. Cô lửa gì? Này thì không có đạn gió. Thôi không có dây gió, đạn gió bể nè. Quay sượng rồi nè. Này bạc đạn này sượng rồi, bạc đạn này phải đây. Rồi đạn đang đưa lụm luôn. Rồi nhờ em test hàng cái máy này cho cô chú mình đi được. Đang gái về mình còn sức là mình móp móp cũng được rồi. Mình không tăng ca được mình móp móp cũng được em. Cái này bạn đâu tới. Máy chạy ngon, mà đồng dầu dở. Chớ mỉm. Máy này cô chú chạy đầu bò bơm nước là 26-30 là vừa nghiến nó luôn cô chú. Máy chạy tiếng còn chắc lịch. Ngon lắm cô chú ơi, máy này gọi em. Rồi em xin báo giá cô chú mình luôn hen, theo góc độ em nhận xét máy này còn chạy tốt lắm cô chú. Yếu điểm là cái thùng dầu. Cái này em bán cho cô chú là 4,5 triệu em bao ship cô chú. Để em bớt tiền cho cô chú, đang cô chú có giá này nè. Bây giờ nó có những cái loại keo đặc biệt, cô chú giá cô chú không cần đi hàng. Cô chú đắp lên dưới cái này là nó nằm phía trên nên mình cũng dễ mình thao tác hen, mình làm sạch cái mặt bằng này. Cái cô chú lắp cái loại keo mà bây giờ có rất nhiều chỗ bán, mà đặc biệt là bên em có bán nhóc ở chân luôn, có keo này bán cho cô chú. Máy này là 4,5 triệu em bao ship nha. Tình trạng là máy nó bị sượng đạn này nè cô chú, nào mà nhớ được cái số bật đạn này số mấy nha, em gửi tặng cho cô chú luôn, vì em không có sợ không có nhân lực để mà thay cô chú nên sẽ tặng kèm bật đạn. Nếu cô chú nào có nhớ số thì em tặng bật đạn cho cô chú về thay giùm em. Con máy này là con máy 7 nha cô chú. Máy này là con máy cuối cùng của ngày hôm nay nè. Cái này là trên dàn sới nó về, cô chú nào có theo dõi kênh em thì cô chú biết nha. Cái này nó về cũng hơi lâu.
là máy này thì em không có đăng, em không có đăng nó rồi, bữa nay là em bán cái đầu máy nè, còn ở sườn sới nữa, cô chú nào có mua sườn sới thì em bán cái sườn sới chiên cho nó. Sợ nhiều khi cô chú cần cái máy mà không có cần cái sườn sới thì mua chung cái thì nó khó, nước xanh nó còn luôn, nó hoen còn mới chát cứ. Đây máy này nó gì đây, nguyên bản cô chú, đặc biệt của dòng này là nó lóc nhôm, lóc nhôm cô chú, số series của nó là 4593. Dòng này cô chú bơm nước cũng giỏi, đặc biệt là cô chú xài oxy á, mình di chuyển mình khiêng nó rất là nhẹ nhàng luôn, nó tầm cỡ khoảng 55 kg à. Mã đời nó xài bạc đạn nè, bạc đạn gió, máy thì còn rất là mới luôn, nó còn nguyên vậy nè. Cô chú nhớ lưu ý là em chỉ bán cái đầu máy thôi nha, cái đầu máy còn có sườn sới em để lại cho cô chú. Đầu máy ở sau thì tem nhãn nhóc ở chân luôn, bô còn đang thui. Rồi nhờ em test hàng cho cô chú mình đây, thùng dầu nó còn trắng. Nhìn vô số nó bay vô đây chứ. Vô số chạy không biết đường tắt. Có bụng, bụng nó biết. Quá gì ngon quá luôn, chua luôn. Đây là rất ok luôn cô chú, máy khô gan luôn, trên dàn sới nguyên thủy luôn, két nước còn xanh dần luôn. Rồi em xin báo giá cô chú mình luôn ha, cái máy này em bán cô chú là 5,5 triệu em bao ship cô chú, là cái đầu máy không cô chú, cô chú nhớ lưu ý nha. Cô chú đừng kêu gửi nguyên dàn sới 5,5 triệu em bao ship chết em. Chết em luôn. Cái đầu máy 5,5 triệu em bao ship. Rồi cô chú nào làm được máy này thì alo giùm em nha. Sẵn đây có anh nào không chốt cái Adidas 13 này, nếu mà em quên luôn cái số điện thoại, anh có cọc mấy trăm ngàn em quên mất tiêu rồi, nhờ anh nếu bữa nay có nghe được thì nhờ anh lấy cái máy giùm em hàng này, để lâu rồi sợ nhà hàng mới về chứ nó khó móc. Rồi em cũng xin kết thúc video tại đây cô chú ơi, chúc cô chú của mình có một buổi tối thật là vui vẻ ha. Chứ em chưa nửa tối nay ở gồng rồi đó. Rồi chào tạm biệt cô chú. Cảm ơn hai đứa con nha.